Giải U19 Quốc gia 2022 loại diện các ứng viên vào vòng chung kết. Vòng loại Giải U19 Quốc gia 2022 tiếp diễn chiều mùng 2 tháng 3 với những màn so tài kịch tính ở năm bảng đấu. Trong trận đấu tâm điểm diễn ra trên sân đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, U19 Hoàng Anh Gia Lai vất vả đánh bại U19 Công an Nhân dân với tỷ số 1-0, vẫn ngôi đầu bảng C với 15 điểm sau 5 vòng đấu và rộng cửa giành một suất vào vòng chung kết. Cùng thời điểm dù được thi đấu trên sân nhà Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. U19 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây thất vọng khi bị U19 BKM Bình Dương đè bẹp đến 6 bằng không gỡ, nhận thất bại thứ năm ở giải đấu. Kết quả này cũng khiến đoàn quân của huấn luyện viên Xuân Trúc đứng áp chót bảng E với 3 điểm sau 6 vòng đấu. Vòng loại giải U19 quốc gia 2022 đã trải qua nửa chặng đường và các ứng cử viên giành suất tham dự vòng chung kết giải đấu cũng dần lộ diện. Những lo đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng tại Việt Nam như Hoàng Anh Gia Lai, Việt BKM Bình Dương. Long An hai Đồng Tháp đang dẫn đầu các bảng đấu với thành tích thi đấu ấn tượng. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh, PVF, Công an Nhân dân và Cần Thơ gây thất vọng với chuỗi trận kém cỏi, có nguy cơ sớm chia tay sân chơi trẻ kỳ này. Ngày mùng 2 tháng 3 cũng là thời điểm khai màn vòng loại bảng B, nơi có sự góp mặt của bốn đội bóng học viện Đô Thi Phúc, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Thừa Thiên Huế. Đây được xem là bảng đấu tử thần, có chất lượng chuyên môn cao bởi lực lượng nồng cốt của các đội bóng khá ngang bằng nhau với vị thế là đương kim Á quân sông học viện Phúc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên kỳ cựu. Giomra Echen có khởi đầu không thành công khi bị U19 Nam Định cầm hòa không bàn thắng trên sân Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ở sân chơi U19 quốc gia, huấn luyện viên Gra Echen nhiều lần đánh mất cơ hội đăng quang vô địch đáng tiếc. Vì vậy, tại giải đấu kỳ này, U19 học viện Phúc với nồng cốt là những cầu thủ vừa đăng quang giải U21 quốc gia 2021 đặt mục tiêu vô địch để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở sân chơi trẻ quốc gia là thầy của các tuyển thủ như công phượng tuấn anh xuân trường huấn luyện viên grachen khá mắt tay trong việc đào tạo tài năng cho bóng đá việt nam dưới sự dìu dư dắt của chiến lược gia người pháp nhiều cầu thủ triển vọng dần trưởng thành trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia